Cuộc đời vị vua Mạc Thái Tổ, Mạc Đăng Dung. Theo sử sách, Mạc Đăng Dung sinh ngày 23 tháng 11 năm Quý Mão, tức năm 1483, mất ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu, tức năm 1541. Quê gốc vốn ở làng Lũng Động, vùng Chí Linh, Hải Dương ngày nay. Đến đời ông nội của Mạc Đăng Dung là Mạc Đĩnh Quý mới rời tới làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, nay là làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ông chính là hậu duệ 7 đời của vị trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Xa hơn thì cụ tổ 16 đời là Mạc Hiển Tích, cũng đỗ đầu khoa văn học, thủ tuyển năm Bính Dần năm 1086, đời vua Lý Nhân Tông và làm quan đến chức thượng thư. Bố ông là Mạc Hịch, mẹ là Đặng Thị Hiến. Ông bà Mạc Hịch Đặng Thị Hiến sinh được 3 người con trai là Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Đốc và Mạc Đăng Quyết. Vốn dòng dõi Châm Anh Thế Việt là vậy, nhưng sau khi nhà Minh sang xâm chiếm, lâm vào cảnh nghèo khó, bấn bách, nên vừa lớn lên, Mạc Đăng Dung đã phải bỏ dở nghiệp thi thư để lo kế sinh nhai bằng nghề đánh cá và chèo đò thuê. Bởi có sức khỏe và có chí lớn nên đã giúp ông về sau làm nên nghiệp đế vương. Từ một chàng trai nổi tiếng khắp vùng về môn đánh vật, ông đã thi đỗ đệ nhất đô lực sĩ thời vua Lê Uy Mục và được sung vào đội quân túc vệ, giữ việc cầm tán đi theo xe vua. Ít lâu sau, Mạc Đăng Dung được đặc cách thăng chức đô chỉ huy sứ vệ Thiên Vũ, đây chính là chức quan đứng đầu quân cấm vệ. Năm Hồng Thuận thứ 3, tức năm 1511, ông được phong tước Vũ Xuyên Bá. Đến năm Quang Thiệu Nguyên Niên, năm 1516, triều Lê Chiêu Tông, ông được cử làm trấn thủ Sơn Nam và phong chức Phó Tướng Tả Đô Đốc. Niên hiệu Quang Thiệu thứ 3, năm 1518, Mạc Đăng Dung được thăng chức Vũ Xuyên Hầu và chuyển ra trấn thủ Hải Dương. Tiếp theo, qua năm sau là năm 1519, do có công lớn dẹp yên bọn phản loạn Lê Do và dụ hàng được phe đảng chống lại triều đình là quân của Nguyễn Kính, Hoàng Duy Nhạc, lấy được kinh đô nên Mạc Đăng Dung được thưởng phong tước Minh Quận Công. Đầu năm Quang Thiệu thứ 5, tức năm 1520, Mạc Đăng Dung được giao chức tiết chế các doanh thủy lục quân 13 đạo, tức Tổng Tư lệnh quân đội. Liền năm sau là năm 1521, ông được thăng Thái Phó, tước Nhân Quốc Công. Sang thời vua Lê Cung Hoàng, vào năm Thống Nguyên thứ 3, năm 1524, ông được thăng tước Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, Thái Phó Nhân Quốc Công. Đầu năm Thống Nguyên thứ 6, năm 1527, bằng sự ân sủng đặc biệt, vua Lê Cung Hoàng đã thăng cho Mạc Đăng Dung tước Thái Sư An Hưng Vương, gia cửu tích, mặc dù lúc này ông đã lui về quê Cổ Trai nhằm tránh tai tiếng quyền hành. Vậy là từ một người lính túc vệ vác tán theo hầu xe của nhà vua, sau hơn 20 năm, Mạc Đăng Dung đã lên tới đỉnh điểm của danh vọng. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn lịch sử này, tình hình đất nước đang lâm vào bối cảnh khủng hoảng chính trị vốn đã kéo dài hàng chục năm lại càng bi đát hơn. Nhà Lê do Lê Lợi khai sáng, qua thời thịnh trị dưới thời của vua Lê Thánh Tông, thì tiếp đến là các đời vua sau ngày một trượt dài vào con đường suy vi không sao cưỡng nổi. Hết vua Lợn Lê Uy Mục đến vua Quỷ Lê Tương Dực chỉ biết ăn chơi chắc táng đã đẩy muôn dân vào cảnh lầm than khốn cùng. Sang thời Lê Chiêu Tông, tình hình đất nước càng rối loạn hơn do sự sâu xé quyền lực giữa các phe phái quý tộc gây nên. Lê Chiêu Tông bị phế truất, Lê Cung Hoàng mới 10 năm tuổi lên thay chẳng khác gì xào gậy chống bè lim, lại càng không thể xoay chuyển được tình thế. Trước bối cảnh đó, lịch sử không còn sự lựa chọn nào khác là phó thác quyền trị vì đất nước vào tay của Mạc Đăng Dung để khởi dựng lên một triều đại mới, Vương Triều Mạc, vào đúng ngày 15 tháng 6 năm Đinh Hợi, tức năm 1527. Tiếp nhận ngôi báu từ nhà Lê chuyển sang, nhưng thực chất là tiếp nhận một cơ đồ trống không, và vì thế Mạc Đăng Dung đã phải gây dựng lại tất cả. Nhưng nhờ ông biết tập hợp những người tài ở xung quanh, lại được sự đồng thuận của thần dân, nên chỉ vài năm sau, nhà Mạc dần dần đưa đất nước vào thế ổn định.
Trên đà khởi sắc đó, tháng 3 năm Minh Đức thứ 3, tức năm 1529, Vương triều Mạc non trẻ đã mở khoa thi hội đầu tiên và lấy đỗ 27 tiến sĩ. Kể từ đó, đều đặn cứ 3 năm một khoa thi, nhà Mạc đã tổ chức được 22 khoa thi lấy đỗ 484 tiến sĩ, có 13 trạng nguyên. Số lượng khoa thi và số lượng nhân tài được đào tạo này có thể so sánh tương đương với thời của Lê Thánh Tông. Cũng cuối năm đó, xét thấy công việc triều chính đã vận hành nhịp nhàng quy củ, Mạc Đăng Dung quyết định truyền ngôi cho con trưởng là Mạc Đăng Doanh rồi lui về Cổ Trai với chức trách Thái Thượng Hoàng. Ở cương vị Thái Thượng Hoàng, suốt 10 năm trời, Mạc Đăng Dung cố vấn cho con điều hành công việc triều chính và đưa đất nước vào thời thịnh trị với những thành tựu phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực. Chính sử thần Lê Trịnh là Lê Quý Đôn tuy vẫn gọi Mạc Đăng Dung và các vua Mạc kế tiếp là nghịch thần, nhưng cũng phải thừa nhận trong Đại Việt Thông Sử rằng Đăng Doanh thấy trong nước còn nhiều trộm cướp, bèn ra lệnh cấm nhân dân các xứ không được mang gươm giáo, dao nhọn và các binh khí đi ngoài đường. Từ đấy, những người đi buôn bán chỉ đi tay không, không phải đem theo khí giới tự vệ. Trong khoảng mấy năm, trộm cướp biệt tâm, súc vật chăn nuôi tối đến không phải dồn vào chuồng. Cứ mỗi tháng một lần, kiểm điểm thôi, mấy năm liên tiếp được mùa, nhân dân bốn chấn đều được yên ổn. Theo hợp biên thế phả họ Mạc, thì vợ của Hoàng đế Mạc Đăng Dung là Hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn sinh được 7 người con trai và 4 cô con gái là Hoàng Thái Tử Mạc Đăng Doanh, Hoàng Tử Mạc Chính Trung, Hoàng Tử Mạc Phục Sơn, Hoàng Tử Mạc Nhân Phủ, Hoàng Tử Mạc Quang Khải, Hoàng Tử Mạc Nhân Quảng, Hoàng Tử Mạc Đại Độ, Công Chúa Ngọc Thọ, Công Chúa Ngọc Châu, Công Chúa Ngọc Quang, Công Chúa Ngọc Tư. Đời sau nhìn nhận, Mạc Đăng Dung là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhưng dù có khen chê hay định đoạt công tội của Mạc Đăng Dung thì người ta cũng phải thừa nhận ông là một người có tài thao lược, trí dũng hơn người. Chỉ trong khoảng 10 năm đã dẹp yên hầu hết các cuộc nổi loạn của nhiều phe phái, thế lực cắt cứ khắp nước. Ông là một anh hùng lập thân trong thời đại loạn, là người có sức thu phục được lòng dân trong nước. Ông chiêu nạp dưới trướng nhiều tướng lĩnh có tài và trung thành như Nhuyễn Kính, Vũ Hộ, Phạm Tử Nghi. Ông là người dám hy sinh cả danh dự cá nhân vì đại cục quốc gia. Một điều nữa khiến Mạc Đăng Dung và các sử gia sau này đánh giá cao là ở cách đối nhân xử thế của ông. Khi Mạc Đăng Dung phế bỏ nhà Lê Sơ để lên ngôi, ông đã không thi hành một cuộc tàn sát hay tắm máu nào đối với con cháu nhà Lê và những người trung thành dưới cựu triều. Bởi những cuộc thanh trừng có hệ thống đã từng xảy ra khi nhà Trần lên thay nhà Lý, nhà Hồ lên thay nhà Trần trước đó, đối với những di sản kiến trúc, văn hóa của nhà Lê Sơ để lại tại Thăng Long và Thanh Hóa, Mạc Đăng Dung cũng không xâm phạm hay tàn phá mà còn cho tu bổ lại các công trình như nhà Quốc Tử Giám ở Thăng Long và lăng mộ các đời vua Lê tại Lam Kinh, Thanh Hóa. Đây cũng được coi là việc làm hiếm thấy trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, bởi triều đại mới lên thường xóa bỏ hay phá hủy những gì được coi là tàn tích của triều đại cũ, cho dù nhiều tàn tích trong số đó có ý nghĩa tiến bộ về lịch sử đi chăng nữa. Điểm đặc biệt cuối cùng trong cách hành xử của Mạc Đăng Dung là ở khả năng dùng người và trọng đãi nhân tài của ông. Một bộ phận lớn quan lại đại thần của triều cũ Lê Sơ vẫn được tin dùng và trao giữ những chức vụ quan trọng dưới triều Mạc. Mạc Đăng Doanh, vị vua lên ngôi ngày mùng 1 Tết. Mạc Đăng Doanh là con trưởng của Mạc Đăng Dung, sinh năm 1483, mất năm 1541, là vị vua thứ hai của triều nhà Mạc. Sử gia đầu thế kỷ 19 Phan Huy Chú có viết: Mạc Đăng Doanh tính khoan hậu giản dị, ông giữ pháp độ, cấm hà khắc tàn bạo, ít việc tạp dịch, nhẹ thuế khóa, bấy giờ được mùa, nhà no, người đủ, trong nước gọi thời ấy là trị bình. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Dần, tức năm 1530, Mạc Đăng Doanh chính thức lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Đại Chính. Về mặt chính trị, thời Mạc Đăng Doanh trị vì xã hội Bắc Triều khá ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Về mặt văn hóa giáo dục,
dù chỉ ở ngôi có 11 năm, từ năm 1530 đến năm 1540, nhưng Mạc Đăng Doanh cũng tổ chức được đều đặn 3 năm một kỳ thi tiến sĩ. Đó là các khoa Nhâm Thìn năm 1532, Ất Mùi năm 1535 và Mậu Tuất năm 1538. Số lượng tiến sĩ tuyển chọn ở cả ba khoa thi nói trên là 95 người. Trong đó có khá nhiều người tài giỏi như Trạng Nguyên Nguyễn Thiến, đỗ đầu khoa Nhâm Thìn, Trạng Nguyên Nguyễn Bình Khiêm, đỗ đầu khoa Ất Mùi và Giáp Hải, đỗ đầu khoa Mậu Tuất. Mùa xuân năm Bính Thân năm 1536, Mạc Đăng Doanh sai khiêm quận công Mạc Đình Khoa tu sửa lại trường Quốc Tử Giám. Tháng Giêng năm Đinh Dậu năm 1537, nhằm khuyến khích việc học tập nho học và tỏ lòng trân trọng đối với các vị sáng lập nho giáo, Mạc Đăng Doanh thân đến văn miếu Quốc Tử Giám làm lễ thích điện, tế Chu Công, Khổng Tử và Tứ Phối, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử. Dưới thời Mạc Đăng Doanh, vua Minh sai tướng Cửu Loan và thượng thư bộ binh Mao Bá Ôn dẫn quân áp sát biên giới nước ta, đe dọa sẽ tiến đánh họ Mạc. Để đối phó với âm mưu xâm lược của triều Minh, Mạc Đăng Doanh một mặt sai tu sửa các trại sách vùng biên giới, luyện tập thủy quân, trưng cầu hết các cựu thần lão tướng để cùng bàn việc nước. Mặt khác, ông dùng kế hoãn binh. Ngày 14 tháng 5 năm 1539, ông sai Nguyễn Văn Thái và Tùy Tùng đem tờ biểu sang trấn Nam Quan ở Quảng Tây xin hàng. Thực ra, bấy giờ triều Minh tuy có hạ chiếu sai tướng sang định đánh họ Mạc, nhưng vẫn còn chần chừ để xem xét, chưa dám phát binh mà hư Trương Thanh Đế để đe dọa. Trước các biện pháp nhún nhường của triều đình nhà Mạc, vua Minh đã dừng cuộc xâm lược Đại Việt, tránh cho nhân dân khỏi rơi vào tình trạng can qua. Thời kỳ Mạc Đăng Doanh ở ngôi cũng là thời kỳ nhà Lê bắt đầu sự nghiệp trung hưng ở đất Thanh Hóa. Để giữ vững ngai vàng và củng cố thế lực của dòng họ, cha con Mạc Đăng Dung và Mạc Đăng Doanh phải khó nhọc đương đầu chống lại các đợt tấn công của quân đội Lê Trung Hưng. Mùa xuân năm Quý Tỵ, tức năm 1533, vua Lê Trang Tông lên ngôi hoàng đế ở Sách Thúy Thuần, đặt niên hiệu là Nguyên Hòa năm thứ nhất, phong tước cho các tướng, luyện binh để mưu đồ khôi phục. Mùa xuân năm Kỷ Hợi, tức năm 1539, vua Lê Trang Tông cho phong đại tướng quân Dực Nghĩa Hầu, Trịnh Kiểm, tước Dược Quận Công. Trịnh Kiểm, người Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc, trấn Thanh Hóa, có tài lực anh hùng và sức khỏe hơn người. Từng theo Thái sư Nguyễn Kim đi đánh dẹp, lập được nhiều chiến công. Thấy ông có tài, bèn gả con gái là Ngọc Bảo cho. Đến đây, vua Lê Trang Tông phong tước cho Công, coi là một đại tướng tâm phục. Sự nghiệp trung hưng của nhà Lê thực sự bắt đầu từ đây. Để gây thanh thế, vua Lê Trang Tông lại phong tước cho các tướng, phong tước Tuyên Quận Công cho Trịnh Công Năng, Hòa Quận Công cho Lại Thế Vinh, Thụy Sơn Hầu cho Hà Nhân Chính. Ngoài ra, như Hiệp Quận Công, Tường Quận Công, Từ Quận Công, Trấn Quận Công, Tây Quận Công, Xương Quận Công và Bảo Quận Công, mỗi vị đều được ban một quả ấn tướng quân. Vua Lê sai họ đem quân bảo hộ chia đường tiến binh, thanh thế lẫy lừng, đánh thẳng vào Lôi Dương, gây cho triều đình Mạc Đăng Doanh rất nhiều khó khăn. Để đối phó lại, Mạc Đăng Doanh cũng phong chức tước cho những người bề tôi thân cận, như phong cho Trần Phỉ làm thượng thư bộ lễ, phong cho Lê Bá Ly, tức Khiêm Quận Công, cầm quyền binh tổ chức lực lượng chống lại nhà Lê Trung Hưng. Trong đó, Lê Bá Ly có thể được coi là một danh tướng của nhà Mạc. Ông nguyên quản xá Cổ Phạm, hoạt Đông Sơn, nhưng đến cư trú tại làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, nổi tiếng là người tài dũng, khi còn làm quan dưới thời vua Lê Chiêu Tông, được phong tước Mai Xuyên Bá. Lê Bá Ly vốn là bạn thân cũ của Mạc Đăng Dung. Khi Mạc Đăng Dung lên ngôi báu, sai Bá Ly giữ vệ Kim Ngô, tiến phong tước hầu, lại gả em gái là công chúa Lương Thượng cho. Đến đây, Mạc Đăng Doanh càng thêm tín nhiệm Lê Bá Ly, thăng cho chức Đông Quân Đô Đốc, tước Quận Công. Mạc Đăng Doanh có 7 người con trai là Mạc Phúc Hải, tức vua Mạc Hiến Tông, Mạc Phúc Tư được phong làm Ninh Vương, Mạc Kính Điển được phong làm Khiêm Vương, sau trở thành phụ chính trụ cột của hai đời vua nhà Mạc, Mạc Lý Tường, Mạc Lý Hòa, Mạc Hiệp Cung,
và Mạc Đôn Nhượng được phong làm ứng vương sau kế tục Kính Điển làm phụ chính thời Mạc Mậu Hợp. Hai người con thứ ba và thứ bảy của Mạc Đăng Doanh là Mạc Kính Điển và Mạc Đôn Nhượng đều là những danh tướng tài năng xuất sắc của triều nhà Mạc. Ngày 25 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý, tức năm 1540, Mạc Đăng Doanh qua đời, thọ 50 tuổi, thụy hiệu là Thái Tông Khâm Chiết Văn Hoàng Đế. Thượng hoàng Mạc Đăng Dung lập cháu nội, tức con trai Mạc Đăng Doanh là Mạc Phúc Hải lên ngôi. Trên đây là một số cột mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời của hai vị vua Mạc Đăng Dung và Mạc Đăng Doanh, được đánh giá là có tài có đức, đã đưa đất nước vào thời kỳ bình ổn, thúc đẩy nền kinh tế ổn định và phát triển trong thời kỳ lịch sử lúc bấy giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để bổ sung thêm thông tin hay bày tỏ quan điểm của các bạn, hãy để lại bình luận phía dưới video.